Ý đã cách ly là 16 triệu người để ngăn COVID-19. Thủ tướng Ý Giuseppe Conte vừa ký một sắc lệnh đặc biệt với nội dung phong tỏa toàn vùng Lombardy và 14 tỉnh khác cho đến ngày 3 tháng 4 để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát ở quốc gia này. Với ít nhất là 233 ca tử vong do COVID-19, Ý hiện là nước có số ca tử vong cao nhất sau Trung Quốc, nơi đầu tiên bùng phát dịch bệnh. Theo hãng tin Reuters, lệnh phong tỏa mới của Ý là biện pháp cách ly quyết liệt nhất được áp dụng bên ngoài Trung Quốc đại lục cho đến nay. Lệnh phong tỏa ảnh hưởng đến khoảng là 16 triệu người trên khắp khu vực của Bologna và thủ phủ Milan cũng như 14 tỉnh khác ở vùng là Piemonte, Emilia, Romagna và Veneto. Mặc dù chính quyền không đưa ra lệnh cấm đi lại và dùng từ khu vực hạn chế đi lại, trên thực tế, Ý gần như cấm triệt để công dân đi vào hoặc đi ra khỏi vùng đó, trừ khi vì lý do khẩn cấp hoặc lý do công việc vô cùng quan trọng. Ngoài ra, tất cả trường học, đại học, nhà bảo tàng, trung tâm tập thể hình, các trung tâm văn hóa, khu trượt tuyết và hồ bơi trong khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh cũng phải đóng cửa và ít nhất đến ngày 3 tháng 4. Các nhà hàng và quán bar sẽ được phép mở cửa từ 6 giờ sáng cho đến 6 giờ tối, chỉ khi họ có thể đảm bảo khách hàng ở cách nhau ít nhất là 1 mét. Chính phủ đã đưa ra chỉ thị ít giờ sau khi giới chức thông báo số người nhiễm virus tại Ý đã tăng thêm là 1.200 người trong 24 giờ. Mức tăng theo ngày lớn nhất kể từ khi dịch bùng phát tại nước này cách đây 2 tuần. Trước khi được ban hành chính thức, dự thảo lệnh cấm bị chính quyền các địa phương phản đối, nhưng không thể thay đổi được tình hình. Thủ tướng Conte ký nó vào lúc sau nửa đêm, tức là rạng sáng ngày 8 tháng 3, và khẳng định là Ý không thể chậm trễ thêm một ngày nào nữa trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh. Bên cạnh đó, thì ông Alberto Cirio, người đứng đầu của vùng Piemonte của phía bắc nước Ý, và cũng là nghị sĩ EU, có kết quả dương tính với lại virus corona. Theo Reuters, thì ông Cirio là lãnh đạo vùng thứ hai trong vòng 24 giờ nhiễm bệnh. Trước đó vào ngày 7 tháng 3, thì ông Nicola Zingaretti là chủ tịch của vùng Lazio, kiêm lãnh đạo đảng Dân Chủ Italy, cũng được xác định nhiễm coronavirus và đã thực hiện cách ly tại nhà. Được biết là ông Cirio và ông Zingaretti cùng các lãnh đạo của vùng khác ở Ý đã có cuộc gặp tại Palazzo Chigi ở thủ đô Rome vào ngày 4 tháng 3. Ý được biết là nước có tỷ lệ người già trong dân số cao nhất hai thế giới sau Nhật Bản. Dữ liệu thống kê cho thấy, người già là đối tượng nếu mắc COVID-19, bệnh tình sẽ dễ chuyển hướng nặng dẫn đến tử vong. Thủ tướng Cộng hòa Séc là Andrej Babiš ngày hôm 8 tháng 3 cũng nói rằng Ý nên cấm công dân nước này đi tới các nước khác ở châu Âu trong bối cảnh tình hình COVID-19 ở đây diễn biến phức tạp. Trước đó vào hôm 6 tháng 3, Cộng hòa Séc đã thông báo tất cả các cư dân của nước này trở về từ Ý đều bị cách ly bắt buộc trong vòng 14 ngày. Thủ tướng Séc là ông Andrej Babiš cũng kêu gọi người dân tránh tất cả việc di chuyển hay đi lại qua Ý. Ông Babiš đã đăng lên Twitter viết rằng, chúng tôi kêu gọi tất cả người Cộng hòa Séc không đi đến bất cứ nơi nào ở Ý. Vào đầu tuần này, thì ông Babiš đề xuất với Hội đồng An ninh Quốc gia Séc về việc cấm các chuyến bay đi và tới Milan và Venice. Tới nay, thì Cộng hòa Séc đã ghi nhận 21 ca nhiễm COVID-19, phần lớn đều có lịch sử hoặc liên quan tới người có lịch sử du lịch tới Ý. Phát biểu sau cuộc họp Ủy ban khủng hoảng để chống chế virus corona, ông Babiš cho biết cảnh sát sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra thân nhiệt ngẫu nhiên đối với các tài xế đi vào lãnh thổ Cộng hòa Séc. Và Cộng hòa Séc không có đường biên giới trực tiếp với Ý, nhưng nhiều người dân nước này chọn cách du lịch đến miền Bắc Ý thông qua việc lái xe xuyên bang qua nước Áo.